Kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh. Hôm nay mình đến bãi kiển cho anh Phong với quý vị giao lưu một số cây kiển cây cảnh ha. Thì cụ thể chúng ta sẽ gặp cho anh Phong để giao lưu. Rồi xin mời. Rồi chào anh Phong ơi. Dạ em chào anh Hòa. Dạ con xin kính chào các bác, các chú, anh chị em gần xa trên cả nước. Hôm nay con có về khoảng 17 cái khế gần để giao lưu cùng các bác, các chú, anh chị em. Mong các bác, các chú, chị em xem ủng hộ cho kênh, ủng hộ cho con xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại con là 0906 000 774, địa chỉ con là xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Là chương trình của con là miễn phí ship bao phí cho quý bà con tới nhà nha quý bà con. Rồi. Dạ đầu tiên thì con xin vô cây số 1. Rồi số 1 mấy anh ơi. Số 1 là một cây bonsai lùng lực rất là già nha quý bà con, gân vuốt rất là xinh. Em này là số 1 khế gân Bình Tân. Số đồ anh Phong mình có để trên tiêu đề như vậy. Gân hay chân ha. Dạ cái này nu nặng lùng lực và nu nặng hết trơn. Cái này chơi bonsai thì bẻ để bàn ra trái đẹp lắm quý bà con ơi. Khế gân. Rồi cho thông số luôn anh ơi. Dạ con xin cho thông số cho quý bà con tham khảo. Dạ. Dạ Quỳnh. Dạ Quỳnh em nói tại vị trí là 35 quý bà con ơi. Rồi 35 mấy anh ơi. Chiều cao. Dạ chiều cao là 42. Rồi 42 chiều cao. Dạ mã số 1 là con xin giao lưu với quý bà con là giá 1.600.000. Rồi 1.600.000 luôn nha mấy anh. 1.600.000. U nần hết luôn mấy anh ơi. Cây rất là đẹp luôn quý bà con. Rồi đổi đến sân rồi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là mã số 2. Số 2. Cái cây này cũng có clip trước có anh chốt rồi, con lạc địa chỉ luôn các bà con. Dạ. Con quay lại nếu mà anh có thấy thì anh cho địa chỉ, anh chốt cho địa chỉ lại giùm em nha anh. Bộ đế cũng dữ lắm nha bà con. Dạ, cây này nó hơi thú thú. Rồi như vậy là thông số của em này luôn. Dạ Hoàng em nói tại vị trí này là 33 quý bà con ơi. Rồi 33 cao luôn ơi. Dạ chiều cao là 43. Rồi 43. Dạ mã số 2 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 1.500.000. Rồi 1.500.000 ship miễn phí cho men luôn. Rồi ok đổi luôn. Rồi tiếp theo số 3. Dạ tiếp theo là mã số 3. Số 3 khế gân. Khế gân Bình Tân ha. U nặng. Rồi chậm chậm đây. Rồi giờ thông số của em này luôn anh ơi. Dạ cái này con xin cho hai thông số cho quý và con tham khảo cho nó dễ. Một tổng cái. Dạ tổng của em đó hai thân là 45 quý bà con ơi. Rồi 45. Một thân. Dạ một thân của em đó là 25. Rồi 25. Dạ chiều cao là 89. Rồi 89 luôn. Cây này chơi cây hai thân này, cây bonsai cũng rất là xinh nha quý bà con. Dạ mã số 3 cũng xin giao lưu với quý bà con là giá 1.200.000. Rồi 1.200.000 khế gân bà con ơi. Khế gân Bình Tân. Số điện thoại của anh Phong mình có để trên tiêu đề nha quý vị. Rồi ok đổi luôn. Rồi tới tiếp theo là cây tiếp theo là số 4. Khế gân số 4 nha mấy anh. Dạ số 4 là có cành bay bay rất là đẹp luôn các bà con. Cành bay luôn. Rồi ok vậy là thông số luôn ơi. Dạ Hoàng em nói tại chứ là 31 quý bà con ơi. Rồi 31. Dạ cành bay của em nó là 53. Rồi
Chiều cao là 53 luôn quý bà con ơi. Ok. Dạ mã số 4 là con xin giao lưu với quý bà con là giá 1.200.000. Rồi 1.200.000 ship miễn luôn. 1.200.000. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Dạ tiếp theo là mã số 5 quý bà con ơi. Tiếp theo là số 5 nha mấy anh. Chung lô khế này nó già cây nhưng mà giá thì hữu nghị dễ chơi nha quý bà con. Rồi cho thông số luôn. Dạ quanh em nói tại chế là 28 quý bà con ơi. Rồi 28 cao luôn ơi. Dạ chiều cao là 65. 65 5. 5. Dạ mã số 5 con xin giao lưu với quý bà con là giá 1 triệu đồng. Rồi 1 triệu đồng. Rồi tiếp theo luôn mấy anh ơi. Tiếp theo luôn. Tiếp theo là mã số 6. Tiếp theo là số 6. Khế gân nha. Dạ, số 6 này có cành hồi rất là đẹp luôn quý bà con. Đế dạng hơi phú. Đây. Lắc ha. À, dưới là mình trụ tự như thú ngồi ngoái đầu loại luôn quý bà con. Rồi cho thông số của em mày luôn ơi. Dạ quanh em nói tại chiếc là 32 quý bà con ơi. Rồi 32 cao luôn. Dạ chiều cao là 73. Rồi. Dạ mã số 6 con xin giao lưu với quý bà con là giá 1.500.000. Rồi 1.500.000. Rồi đổi luôn anh ơi. Tiếp theo. Tiếp theo là số 7. Tiếp theo là số 7. Số 7, số 7. Khế gân xin nhắc lại với bà con là khế gân Bình Tân, Vĩnh Long. Số điện thoại anh Phong có để trên tiêu đề không quý vị? Dạ, số điện thoại con là 0906000774 luôn quý bà con. Dạ, đồng thời có để trên tiêu đề luôn quý bà con. Rồi, cho thông số luôn ơi. Dạ, cái này con đo tổng đo tổng hai thân của quý bà con là 37 quý bà con ơi. Rồi, 37. Dạ, chiều cao là 58. Rồi 58. Dạ mã số 7 con xin giao lưu quý bà con là giá 1 triệu đồng. Rồi 1 triệu đồng. Rồi 1 triệu đồng đổi luôn. Rồi tiếp theo. Dạ tiếp theo là mã số 8. Số 8 nha bà con. Khế gân Bình Tân, Vĩnh Long. Số 8 là có cần phóng phóng là bay cũng rất đẹp luôn quý bà con. Đây, 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 đó. Khá là nhiều ha. Rồi, sẵn nó cho thông số luôn Phong ơi. Là 33 quý bà con ơi. Rồi. Dạ chiều cao là 47. Dạ, ok. Cành phóng em đó là 52 quý bà con. Rồi 52 luôn. Rồi đổi đây. Dạ, mã số 8 con xin giao lưu với quý bà con là giá 1.500.000. Rồi 1.500.000. Rồi đổi luôn mấy anh ơi. Cảm ơn luôn. Rồi tiếp theo. Dạ, tiếp theo là mã số 9. Tiếp theo là số 9.
Nhắc lại với các anh là khế gân Bình Tân nha mấy anh, với những cái chi cành. Dạ, số 9 này đó là cây này mình chơi hai thân, chơi phu thê rất là xinh quý bà con. Phu thê luôn. Bà con không chơi hai thân thì quý bà con có thể lấy cái dao sắn ngang đây. Sắn ở đây mình tách ra hai cây vẫn được nha quý bà con. Rồi, được hai cây luôn ha. Dạ. Thì nó liền. Nó liền là nó sắn đứt cái cọng ghê lớn đó, mình lấy ra mới được. Còn nó để gì chơi rất là xinh. Rồi, vậy là cho thông số luôn anh Phong ơi. Dạ, quần em nói tại chiếc này là 32 quý bà con ơi. Rồi, 32. Dạ, chiều cao là 94. 94, rồi. Dạ, mã số 9 này còn xin giao lưu với quý bà con là giá 1.700.000. Rồi, 1.700.000. Rồi vậy đổi luôn anh Sơn. Rồi cây tiếp theo. Tiếp theo là số 10. Rồi nhắc lại với anh là khế gân Bình Tân ha. U nần hết mấy anh ơi. Rồi ok, cho thông số em này luôn anh ơi. Dạ, hoành em nói tại chính là 29 quý bà con ơi. Rồi chiều cao luôn. Dạ, chiều cao là 65. Rồi. Dạ, mã số 10 con xin giao lưu với quý bà con là giá 800.000. Rồi em này 800. 800. Rồi đổi luôn mấy anh ơi. Rồi tiếp theo. Dạ, tiếp theo là mã số 11. Tiếp theo là 11 luôn. Dạ, 11 này có cành bay cũng rất là xinh luôn quý bà con. Mã số 11 nha mấy anh, cái gân ha. Rồi, thông số luôn anh ơi. Dạ, quần em nói tại chiếc này là 26 quý bà con ơi. Rồi, 26. Ok. Dạ, chiều cao là 95. Dạ, cành... Xin lỗi quý bà con ơi. Dạ, chiều cao là 54. Dạ, cành phóng của em đó là 66. Rồi. Giá anh ơi. Dạ, mã số 11 con xin giao lưu với quý bà con là giá 1.200.000. Rồi, 1.200.000. Rồi, vậy đổi luôn anh. Rồi, tiếp theo luôn. Dạ, tiếp theo là mã số 12. Theo là 12. 12, 12. Nhắc lại với các anh, các chị là khế gân Bình Tân. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại của anh Phong có trên tiêu đề và phần mô tả ha. Dạ, cây 12 chụp quách rất là đẹp không quý bà con. Cái cây này là cây hai thân nhưng mà cắt gõ là lấy cành một thôi quý bà con. Đây là chụp quách. Rồi, thông số luôn anh. Dạ, hoành em nói tại chính là 35 quý bà con ơi. Rồi, 35, cao. Dạ, chiều cao là 62. Rồi. Dạ, mã số 12 này con xin giao lô với quý bà con là giá 2.500.000. Rồi, 2.500.000, khế gân Bình Tân. Rồi tiếp theo luôn anh ơi.
Tiếp theo là mã số 13 cái gân nha mấy anh, 13 cái gân Bình Tân. Cây rất vàng quý bà con. Cốt cành bự luôn quý bà con. Rồi, vậy là thông số luôn anh ơi. Dạ, hoành tại vị trí nó là 30 quý bà con ơi. Rồi, 30, cao. Dạ, chiều cao là 84. Rồi, 84. Dạ, mã số 14 là tôi xin giao lô với quý bà con là giá 1.800.000. Rồi, 1.800. Rồi, đổi luôn anh. Rồi, tiếp theo luôn. Dạ, tiếp theo là mã số 15. Rồi, khế gân nha mấy anh. Khế gân Bình Tân, Vĩnh Long. Hôm nay là một cụm luôn. Cây cũng rất đẹp, bonsai cũng rất đẹp. Một cụm luôn ha. Đây. Đa thân là phân bổ là rất là đều, rất là đẹp cây. Rồi, như vậy là thông số của em luôn, đo tổng cụm luôn ha. Dạ, cái này con xin đo tổng cụm cho quý bà con tham khảo quý bà con ơi. Dạ, tổng cụm của em đó là 60. Là 62 quý bà con ơi. Rồi, 62. Dạ, chiều cao là 49. Dạ. Rồi, ok. Dạ, mã số 15 này con xin giao lô với quý bà con là giá 1.500.000. 1.500.000 khế gân. Phải không? 15. Rồi, tiếp theo. Dạ, tiếp theo là mã số 16. Tiếp theo là 16. Cây 16 này nó cũng nhỏ, nó xinh không quý bà con. Nó quái. Mã số 16. Rồi, ok, cho thông số luôn. Dạ, hoành nó tại chính là 21 quý bà con ơi. Rồi, 21, cao luôn. Dạ, chiều cao là 51. Rồi. Dạ, mã số 16 này con xin giao luôn với quý bà con là giá 700.000. Rồi, em này là 700.000 nha mấy anh. 700.000 khế gân. 700. Rồi, lên luôn. Dạ, tiếp theo là mã số 17. Tiếp theo là 17 luôn. Dạ, cái 17 này cũng lắc lượng rất đẹp luôn các bạn. Quá trời sần sù ha. Rồi, vậy là thông số luôn anh ơi. Dạ, hoành em tại chứ là 28 quý bà con ơi. Rồi, chiều cao. Dạ, chiều cao là 58. Dạ, mã số 17 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 800.000. Em này 800, rồi đổi luôn. Rồi, đổi cây. Tiếp theo là mã số 19 cũng là mã số 18 cũng là mã số cuối cùng luôn quý bà con. Khế gân nha bà con. Dạ, cây này nó cũng có dáng bay, nó kết hợp ba thân rất là đẹp luôn quý bà con. Ba thân luôn bà con ơi. Ba thân nó đều bay hết. Ở dưới này nó lên, nó dính vô đây, nó làm như một cái cổng làng vậy đó bà con. À, đó. Như một cái cổng của cái làng vậy đó. Vậy ha, đó, quá đã. Rồi, xây luôn. Rồi, thông số luôn nè. Thông số cho quý bà con tham khảo. Dạ, hoành em nói tại vị trí này là 28 quý bà con ơi. Rồi, 28. Dạ, chiều cao là 49. Rồi. Dạ, cần bay của em nó là 60. Ok.
Dạ, cây mã số 18, mã số cuối cùng là con xin giao lưu với quý bà con là giá 1.800.000. Rồi em này giá 1.800.000 cái gân nha mấy anh. 1.800.000 cái gân Bình Tân. Rồi xoay luôn. Rồi như vậy là cuối cùng ha anh. Dạ, cái này cũng là cái cuối cùng luôn quý bà con. Thì cuối video thì con cũng xin một lần nữa kính chào quý bà con và cũng xin kính chúc quý bà con và gia đình mà được sức khỏe và làm ăn phát tài, vạn sự được như ý. Con xin chân thành cảm ơn quý bà con rất nhiều. Rồi tạm biệt Phong luôn, hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo ha. Bãi kiển cho anh Phong nha bà con. Ưng ý thì chúng ta lựa những cây cây kiển, cây cảnh về giao lưu. Rồi tạm biệt, hẹn lại luôn, chúc sức khỏe bà con luôn.